Chiều nay, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phước, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Sau đó, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Các đại biểu đã tập trung phân tích về tình trạng sử dụng lãng phí quỹ đất. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều hành phiên họp tại tổ chính, gồm các đoàn đại biểu Điện Biên, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Theo các đại biểu, hiện nay tình trạng đất đai bị bỏ hoang tại các thành phố, khu đô thị lớn là do quy hoạch treo và sử dụng lãng phí quỹ đất. Nhiều địa phương thu hồi đất làm khu công nghiệp, các khu đô thị, nhưng rồi lại bỏ đó không sử dụng. Nếu tính chung cả nước thì có hàng chục triệu hecta đất nhà nước đã giao cho chủ sử dụng đất cụ thể nhưng chưa sử dụng, hoặc đã từng được sử dụng rồi bỏ hoang. Trong khi đất sản xuất nông nghiệp thì ngày bị thu hẹp, nông dân không có việc làm vì không có đất canh tác và nếu tính đúng, thu đủ và có cơ chế buộc các chủ sử dụng đất phải sử dụng đất hiệu quả thì mỗi năm ngân sách nhà nước có thể thu được khoảng 100.000 tỷ đồng. Do vậy, đất đai bị bỏ hoang đã gây lãng phí vô cùng lớn cho ngân sách nhà nước. Nhiều cái diện tích đất mà hiện nay chúng ta không quản lý và không khai thác được dẫn đến cái việc lấn chiếm rồi sử dụng sai mục đích. Tất cả các cái diện tích đất mà chúng ta không khai thác được, tôi không nói là hoang hóa. Bây giờ không có cái khái niệm đất hoang hóa mà chỉ là đất không canh tác được thì phải sử dụng vào những mục đích khác để khai thác và phát huy nó lên. Hiện nay là chúng ta không có các cái con số ở các cái ngành lĩnh vực mà có cái sự lãng phí ở trong cái công tác quản lý của mình. Nên là chúng ta cứ nói chung chung thế thôi, chứ còn về quy trách nhiệm cho ai gây ra cái sự lãng phí đó thì xin thưa các đồng chí là chưa có. Đấy thì tôi nói là nếu như để góp ý về mặt giải pháp thì tôi nghĩ trước hết là chúng ta trong cái báo cáo hàng năm chúng ta phải thay đổi lại cái cách đánh giá và phải đưa con số. Bởi vì khi có như thế thì chúng ta sẽ có cái thống kê đánh giá được. Cái ý thứ hai tôi muốn đặt vấn đề đó là chính là đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng lãng phí. Mà cụ thể ở đây là gì? Chúng ta nhìn thấy rất rõ có những công trình dự án mà hiện nay hàng chục năm nay đang đắp chiếu để đấy. Thì chúng ta có dám, Quốc hội có dám, Chính phủ có dám quyết để đưa cái nguồn lực ấy quay trở lại về mặt xã hội hay không? Tôi nghĩ cái này mới là cái điều quan trọng. Một số đại biểu kiến nghị để sớm khắc phục tình trạng lãng phí đất đai thì việc rà soát, xem xét và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là công việc rất cần thiết và cấp bách của các bộ ngành địa phương. Các địa phương cũng cần xác định rõ trách nhiệm của đơn vị được giao quyền sử dụng đất, thu hồi đất và có biện pháp xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đất đai.